Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin quý vị cùng lắng nghe bài hát được mang tên Là Nam Hay Nữ. Và bài hát này qua phần biểu diễn của hai ca sĩ Lâm Ngọc Thảo và Lâm Trang, bằng một tràng pháo tay của tất cả quý vị. Bình bù